Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ có một trận bóng 5 người tại sân cỏ nhân tạo siêu đặc biệt tại Shizuoka, Japan. Mình đã có siêu phẩm vô lê ghi bàn, kiến tạo cho siêu vũi người Việt tại Nhật Bản, vô số tình huống dứt điểm trúng gọc dọc xà ngang, Lasuko Aka chuyền cho đồng đội, cùng với rất nhiều những pha bóng qua người vân vân và mây mây. Một hành trình đầy thú vị đi từ Osaka qua Kyoto, Nagoya và Shizuoka. Tất cả sẽ có trong chuyến lưu diễn giao lưu bóng đá vòng quanh nước Nhật tập 2. Mời cả nhà thưởng thức. Tôi là Thi Freestyle. Ngày thứ 3 tại Nhật Bản. Mình vẫn đang còn ở homestay tại Osaka. Mấy anh em mua thử này gọi là máy gì? Máy bán nước tự động. À, máy bán nước tự động. Trời ơi, quên mất cái từ đây. Tiếng Nhật gọi là Zero Hambeki. Zero Hambeki. Trời. Ôi mưa quá. Đi vô. Tầm tã luôn, lạnh quá trời quá đất. Đây là bữa sáng của mình nha. Bò gà xúc xích khoai tây ngon quá. Bây giờ thì team mình đã rời khỏi Osaka và đặt chân tới Kyoto để tham quan đền ngàn cột Fushimi Inari. Trong lúc đang check in trước cửa đền thì bắt gặp bố mẹ nữ người Nhật này xinh quá. Thế là cả đám kéo nhau làm kiểu ảnh. Mình cũng chụp được một tấm. Thả các đồng xu này và ước mọi người sẽ đăng ký kênh nhiều hơn nè. Đền Fushimi Inari Taisha, một trong những đền thờ thần đạo Shinto nổi tiếng nhất ở Nhật Bản. Đền này nằm ở Fushimiku, Kyoto và được biết đến với hàng ngàn cổng trời rực rỡ trải dài trên con đường dẫn lên đỉnh núi Inari. Đang ở chùa vàng. Trong đây toàn là cây không? Xanh lè xanh lắc. Cây lá đũa, bây giờ nó đang là màu xanh này. Mùa thu kia nó lá đũa tực đấy. Rồi xong, đi không đúng mùa rồi anh em. Anh hướng dẫn viên nói là phải đi từ tháng 4 thì nó mới đỏ, chứ giờ xanh lè xanh lét rồi. Còn đây là vé vào cổng. Đây là một cái toilet công cộng tại trạm dừng chân ở Nagoya, Nhật Bản. Rửa tay. Khu vực dành cho chó. Wow. Quá trời đẹp. Không biết phải diễn tả cái khung cảnh này như thế nào nữa.
Ta nói quá xá đẹp luôn anh em ơi. Tiếp tục hành trình và điểm đến tiếp theo đó là Shizuoka. Và tại nơi đây mình sẽ được ngắm núi Phú Sĩ, đỉnh núi cao nhất Nhật Bản. Đây rồi, hồ tuyết tan. Từ đây chụp ảnh view núi Phú Sĩ là bá cháy luôn. Quá trời hoành tráng luôn. Ô là nè, không ngờ lại gần như thế. Rất là rộng để mà ảnh. Yeah, anh em thấy mình biểu diễn hay thì nhớ like và đăng ký kênh nha. Trời xanh, quá xanh. Bên đây thì khói mịt mù. Chà, từ núi Hakone cũng có thể nhìn thấy Fujisan. Oh là là, một chiếc xe rất đẹp, bộ tem xe chất ngất luôn. Wow wow wow, xe mô tô cũng đỉnh. Trứng đen, trứng đen. Trứng đen, trứng đen. Ấy dạ. À, alo, người giống mùi của tôm, tôm luộc ấy, tôm hấp. Bây giờ thì mình đang có mặt tại một outlet chuyên bán đồ sale của rất nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới. Đây là áo đội tuyển Tây Ban Nha. Đây là áo đội tuyển Bỉ. Áo Mexico sân khách. Áo khoác Jamaica. Lỡ dậy, vô sauna với Iraq. Và cái kết. Trước khi rời đi thì ghé qua Gap Store mua ít quà cho một thành viên mới sắp xuất hiện trong gia đình nhà mình nha. Anh em đoán thử thành viên ấy là ai? Comment cái đi, ai đoán đúng có quà luôn. Tiếp tục hành trình, mình sẽ ghé qua An Nam Quán để ăn chiều. Và tối nay sẽ là một trận bóng hết sức đặc biệt tại thành phố Fuji. Wow. Quá trời cờ lưu niệm và bản thành tích luôn. Chủ quán này chắc là chịu chơi bóng đá lắm đây. Aha, cúp thì để bên này. Hôm nay gặp đội của anh bầu này chắc là mệt mỏi luôn à nha. Đã có mặt tại sân bóng. Đây là Busan chứ không phải là sân ấy đâu đúng không? Busan luôn. Busan luôn nhưng còn tạo, còn tạo, còn tạo. Trong sân hiện tại có một coach và hai bạn nhỏ đang tập luyện. Tất cả mọi người đều phải đứng ở ngoài cho đến khi nhóm này hết giờ xong thì nhóm mình mới được vào sân. Ô là là, cái khung thành thép này có thể tháo ra gấp gọn lại luôn nè. Hay dữ ta. Ở nhà mình thì cũng có cái khung thành tự chế bằng ống nước giống như thế này. Nhưng mà nó nhẹ lắm, suốt cái là khung thành bay đi luôn. Hồi nãy thấy cái khung thành nó to đùng, gấp gọn lại cái là giờ có thể để vào một góc, hoặc là chở đi nơi khác. Thay giày thôi anh em ơi. Đợt này đi, mang đúng một đôi và bo 15 RTF để chiến tất cả các mặt trận. Mới mua giày xong thì trời nó đổ mưa. Mới mua giày xong là trời nó đổ mưa. Đôi Nike trắng xanh này là mới mua trong store hồi nãy luôn đó. Chứ bữa giờ là mang đôi Top Sala đi vòng qua nước Nhật. À quên, ở Thanh Hùng Busan đã có phối màu mới của dòng này rồi nha. Bộ sưu tập Mark Ryan Spark, cơn bão màu hồng dành cho Euro và Copa America 2024. Ô là là, anh em comment nhiều nhiều đi. Mình sẽ chọn 3 comment để tặng 3 voucher giảm giá 200k mua giày tại Thanh Hùng Busan. Đây đã 5 người thôi, phần nhỏ lắm. 50 nhỉ? 50 năm là 4 đá một chụp á, đá Busan á. Đá Busan hẳn luôn. Nhưng mà bóng Busan thì giờ đá bóng nảy luôn cũng được không sao. Theo mình quan sát thì đây là một sân bóng 5 người trong nhà, có vẻ giống như trong một cái nhà kho ấy. Lót nền cỏ nhân tạo nhưng không có cao su, toàn là cát thôi. Sân thì khá là nhỏ so với các sân 5 mình hay đá. Đã vậy cũng không có banh futsal nữa, chơi luôn bóng sân 11. Làm vài vòng ATV kép để khởi động nè. 4 cái ATV kép.
Layman Around the World. Bị tỷ số. Lật. 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 2 số 0 nè. À đây cùng à. Và ngay sau đây sẽ là một trận bóng siêu vui trên một sân bóng siêu đặc biệt cùng với anh em Nekin Seku Numazu và FC Angnam Fuji. Đội hình xuất phát có Cán Ruiz, Tuấn Vĩa, Trương Hoàng, Gà Con sẽ đá trước. Mình, Hoàng Nhấp, Hoàng Tuấn, Hoàng Cường sẽ đá sau. Giờ Diệu Bị thì cũng không biết làm gì. Thôi lấy chế banh ra, freestyle các kiểu để khởi động. Chứ cũng không biết làm gì bây giờ. 1, 2. Rồi rồi biết rồi, chơi chơi chơi. Rồi rồi, ok. Rồi, anh đá trước đi, 1. Thầy tới đó kêu 1. Bắn xạ nhanh đi. 2. 3. 1, 2, 1. 2. 3. 1, 2, 3. 2. 1. 2. 1, 2. 2. 3. 2. 4. 2. 1, 2, 3. 4. 2. 1, 2. Chết tôi. Lỗi. Đếm sớm xíu. Chào. 5. 1, 2, 3, 4, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Anh nghe 11. Okay. Em nghe, anh nghe 11. Vậy cái cuối cùng là anh không cần đếm đúng không? 3. 1, 2, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Một game tân bóng thú vị với Hoàng Nhấp, siêu phủi người Việt tại Nhật Bản. Về Tokyo còn đá với Hoàng Nhấp nhiều lắm, anh em cùng chờ xem nhé. Rabona giao bóng nè. Đủ người không sao? Team bên mình đợt này qua Shizuoka không có GK đi theo nên Tuấn Vĩa xuống bắt gôn, đã 5 cầu luôn. Úi chà, hay vậy. Rồi xong luôn. Hai ông siêu phủi, mỗi ông mất 30k. Nãy giờ đứng ngoài thấy đối bạn hơi mềm nên mấy ông cũng hơi chủ quan. Và cấp bóng tốt của Cán Ruiz. Rồi, đối diện 1-1, tự làm tự ăn đi em. Dứt điểm chân trái. Đá 5 cầu, Tuấn Vĩ dưới cùng đứng chia bài là ngon lành luôn. Thêm một cú đá nữa, ngay xa ngang. FC vận chuyển được hưởng một pha đá phạt. Hoàng Nhấp đã lôi kéo được cầu số 92 đội bạn ra chỗ khác để tạo một khoảng trống rất lớn ngay trước mặt. Trời ơi, cú dứt điểm cuối cùng thì lên trời. Ôi là Hoàng Nhấp chuyền qua đây là siêu chống trải luôn. Đường chuyền cột 2, không được rồi. Hậu vệ đã kịp cắt mất. Chuyền bóng, sau đó cắt chéo lên trên. Anh số 92 này theo sát quá. Đường chuyền rất chống trả cho Hoàng Nhấp. Cú dứt điểm đơn giản gọn gàng. Trời Hoàng ơi. Em. Cơ hội bánh 2. Dứt điểm kỹ thuật, trúng cột dọc. Trời ơi, tiếc quá. Rồi bây giờ là tấn công cho cá thủ ở hồng. Mình đã kịp thời lui về hỗ trợ đồng đội. Ok, nguy hiểm đã trôi qua. Không có phạm lỗi. Dập kê. Cơ hội. Dứt điểm. Trúng cột dọc một lần nữa. Hơi xui. Yeah, Hoàng Nhấp cướp bóng thành công. 2-1. Một cú kéo găm hụt. Và cơ hội đã trôi qua. Tiến lại gần để hỗ trợ Tuấn Vĩa. Nhận bóng, quay lên không được, đành phải trả về. Quan sát sau lưng một cái. Nhận bóng, lắc giữa. Chọt khe cho gà con.
Cô ơi. Ây da, chuyền sớm thì ngon rồi. Kè bên đây. Ô là là, giật gót hay quá. Cắn ngang bằng chân trái. Lụm. Không vào. Góc hơi hẹp. Phản công cho cao thủ không? Hay quá Tuấn Vĩ ơi. Hoàng Nhấp đang gọi mình. Tìm cách phối hợp với Hoàng Nhấp nào. Nè. Chạy rồi, chạy rồi. Giật gót, chuyền lại cho Hoàng Nhấp. Không thành công. Racing luôn, racing luôn, racing luôn. Dạ. Chạy biên. Trời đất ơi, vừa cắt được bóng thì hết hiệp. Thấy cái lưới này không? Trong cái lưới nó có những cái cột. Đó. Đây là nệm nha. Bọc. Nệm êm ở đây. Gọi là gì thì không biết, nhưng mà bọc lại để tránh va chạm vô cái thanh sắt. Rồi bên đây mặc dù là có lưới, mặc dù là có lưới như thế này, nhưng mà vẫn bọc lại nha. Đó. Mà không chỉ có hai cột đó đâu, tất cả cột ở đây đều bọc hết. Thêm một cái lưới ở đây để chắn cho bóng không ra ngoài. Mà tới đây cũng bị vướng lại, mà mọi người cũng có thể đi ra được bằng cách là luồn cái lỗ này. Đây, bọc nha. Đây cũng bọc nè. Ai muốn vô bên trong đây thì ở đây xây một cái lưới để luồn vô, giống như cú pháp hồi nãy. Và trên cái lưới này nó có gắn những cái xích. Những cái xích như thế này. Để kiểu nó nặng, nó chì xuống vậy nè. Em thấy không? Trời ơi. Sân bóng cỏ nhân tạo pha cát. Trong nhà được làm rất kỹ lưỡng theo phong cách của người Nhật. Một sân bóng rất đặc biệt. Lại đi anh em ơi. Anh Tài chuyên nghiệp quá. Pha cắt bóng tốt. Cơ hội phản công. Ủa, alo. Báo luôn. Hồi nãy siêu người ta này, giờ bị siêu lại. Classico AK truyền cho Tuấn Vĩ. Cán. Chích mũi. Không vào. Vừa nhặt bóng vừa quan sát. Truyền ngay cho đồng đội. Đối thủ che đường trả về. Vậy thì mình đi lên. Giả mang. Toàn cầu thủ đội bạn không. Skill hay đấy. Tuấn Vĩa đã tách ra bên trái. Khung thành đã bỏ trống rồi. Úi da, nguy hiểm quá. Lui về hỗ trợ đồng đội thôi. Nguy hiểm đã trôi qua. Cơ hội phản công 3-2 cho thủ áo đen. Dứt điểm. Vẫn còn nhẹ lắm. Hay vậy. Thủ môn hay đó. Lên Hoàng. Đưa. Gót được. Nhận bóng sâu kim không thành công. Một chạm, hai chạm bằng chân trái, chích mũi. Và nay thì mình quan sát thấy cán lao lên xong đứng lại. Thế là mình trả về liền, vậy là có một kiến tạo. Một đi được vẻ, một đi được vẻ. Lắc giữa, thả đấy. Kiếm người trả về tuyến 2 để dứt điểm mà không ra. Tung skill qua hai cầu thủ. Skill vừa rồi giống với The Rolex. Na ná, tên gì mình quên mất tiêu tên rồi. Và bây giờ là Rip tên. Ăn luôn. Đấy. Bị mất lại. Vừa mới lấy được 30 xong thối lại người ta luôn. Lướt lên bắt ba đường chiên. Hụt. Cơ hội cho cá thủ áo đen. Giữa kìa. Tổng hoàng. Đã thu hồi được bóng. Chuyền ngang hay quá. Dứt điểm. Okay. Hơi cao. Ý da, sợ đây không ai lót vậy. Suốt cỡ này thì Tuấn Vĩa chịu rồi. Nhá sút bằng chân phải, dứt điểm bằng chân trái.
A băng tè le hột me luôn. Bé. Lại hết thêm một mạng nữa. Giờ thì Hoàng Nhấp với Gò Con đã trở lại sân. Tới đa, Hoàng Nhấp đúng là dân futsal lâu năm, sơ hở một cái là giật gót à. Hoàng Nhấp đối diện 1-1, Bức Tường. Pha đó giữ lại truyền ngang cho Gà Con thì ngon hơn. Những cơ hội vẫn còn, trả về tuyến 2. Cố tình tạo cơ hội ghi bàn trên Gà Con mà không được. Pha này vừa ấn nút quay thì cán Chris truyền bóng. Hú lê. Không hiểu sao không thấy ai kèm mình hết. Má tao kêu ba thằng chạy lại chỗ tao luôn. Và đừng quên like cho cú volley vừa rồi nha anh em ơi. Đúng Hoàng ơi. Pha cắt bóng tốt của Hoàng Nhấp. Cự ly này banh sân 11. Sút thế thì Tuấn Vĩ chỉ có né. Ê chà chà, cầu số 2 này lủi ghê quá. Phạt góc cho cầu thủ áo đen. Cơ hội phản công. Đường chuyền ngang cho Hoàng Nhấp. Trúng cột dọc. Bây giờ là phản công cho đội bạn. Lủi thẳng ra biên. Che chắn, bảo vệ bóng. Kéo gầm xoay người. Dứt điểm chân nghịch. Pivot đỉnh nhất ngày hôm nay gọi tên Hoàng Nhấp. Gấp banh qua đầu. Không thành công. Nhưng vẫn còn. Pressing luôn. Pập nè. Lại là những pha A băng tè le hụt mè. Nhận bóng. Cài đè kiểm soát. Xoay lên thành công. Thả đáy cho đồng đội. Được hưởng một pha phạt góc. Quan sát thấy đồng đội ở tuyến 2 đang trống. Trả về ngay. Hết cây. Trời. Trời ơi. Tưởng lao lên dứt điểm một chạm luôn chứ. Thôi. Thấy là cán. Thấy cán. Classico AK chuyền bóng ra biên. Cái nữa. Cái nữa. Di chuyển trong biên nè. Ấy chà chà, nguy hiểm quá. Từ biên bên này di chuyển qua tới biên bên kia luôn. Thả đáy rất chống chạy, cơ hội. Ủa, alo. Không phải cơ hội cho đội mình, mà là cơ hội cho đội bạn sút vào khung thành trống. Ây da, nãy giờ thua hơi nhiều. Kỹ lại nào anh em ơi. Úp mu vào khung thành. Không qua được tay thủ môn. Có Tuấn Vĩ đá dưới kiểm soát bóng là đội bạn khỏi lấy luôn. Ơi ơi, Hoàng, Hoàng. Hay Hoàng. Qua người hay. Trả về tuyến 2. Dứt điểm. Bóng ghim thẳng vào góc cao. Sao? Chúng già. Đánh đầu chuyền bóng hay quá. Một chạm luôn nè. Cộng 2, cộng 2. Nhận bóng bằng gầm giày. Xuất xa. Trúng ngay một cầu thủ áo đen. Quan sát thấy Hoàng Nhấp đang thuận lợi. Và đây là bài phối hợp thường thấy của Fiso và Pivot trong futsal. Phối hợp hay thế mà không like đăng ký kênh là buồn đó nha. Sau lưng có đối thủ. Nhận bóng bằng má ngoài quay lên. Đường chuyền cho Trương Hoàng. Đã bị cản phá. Tiếp. Hai. Dứt điểm. Không vào. Khỏi cần chết pha. Nhìn là biết chưa vào rồi. Chưa vô. Đây. Biên được vỉa. Ô là là, 30k cho Tuấn Vĩa. Quyết định đột phá vào trung lộ. Quá đông những chiếc bóng áo đen. Ừ, còn. Bóng vừa chạm tay Tuấn Vĩa ở ngoài vòng cấm. Đây này, người này sút này, lên anh. Cứ sợ là bóng sẽ trúng máy quay, nhưng cũng khó trúng lắm. Đây được vậy. Yeah, cứ truyền qua bên này là loại được một cầu thủ đội bạn rồi. Ây chà, sút. Ý tưởng đột phá là rất hay, nhưng đường truyền cuối cùng lại không đến được chân đồng đội. Nghệ sĩ nhân dân chia bài.
tiếp tục như lần trước. Chiến thuật này có vẻ ngon. Tung skill Hiếu Nachi Bana, nhưng đội bạn không dính bẫy. Đội bạn sàng qua, nhưng che đường truyền về. Thế là mình dắt lên thôi. Trời ơi, đội bạn đã kịp cắt mất. Kết thúc hiệp đấu với các cầu thủ áo đen. Giờ thì gặp lại các cầu thủ áo hồng. Lấy luôn, dứt. Ở lại. Quan sát sau lưng trước khi nhận được chọc khe của thủ môn. Ây da, thủ môn đội bạn đã lao lên bắt bài rất nhanh. Rõ ràng là quan sát sau lưng không có ai. Vừa nhận banh cái thủ môn phập liền. Nguyên cây nạn vậy ơi. Khung thành đội bạn đã bỏ trống rồi. Và phát bóng ghi bàn quá hay của thủ môn Tuấn Vĩa. Anh em thấy Tuấn Vĩa hay thì nhớ like đăng ký kênh nha. Suýt tí thì ra biển. Fed Rabona and Electrical chuyền bóng cho Tuấn Vĩa. Xôi. Hay vậy ơi. Mật bóng nguy hiểm quá. Thôi tiêu rồi anh em ơi. Trời ơi, cảnh tiêu đây rồi. Quay lên không thấy đồng đội đâu hết trơn. L rap. Phát hiện đáy biên bên phải có khoảng trống. Trời cơ hội cho Trương Hoan. Thủ môn đã kịp lao ra rất nhanh. Cắt đường chuyền nè. Ây da, sao không có ai lao vô tranh chấp vậy? Hay quá Vĩ ơi. Hay quá, Quỳnh hay quá. Trời ơi, đường chuyền lên quá xuất sắc luôn. Liên tục là những pha đảo chân. Đường chuyền cuối cùng đã bị bắt bài. Số 92 che biên là mình di vô giữa liền. Ôi là qua tới đây xem như đổi cánh rồi. Vẽ, đưa sớm. Muốn lấy banh được từ chân Tuấn Vĩa không phải dễ. Trời ơi, chuyền qua bên phải cho Trương Hoàng thì ngon rồi. Nhận bóng quay lên. Chuyển hướng quay về. Thác Racing thành công. Kìa. Lớp bóng kỹ thuật. Không vào. Bóng vừa tìm đến cột dọc. Rồi xong. Mình tôi dưới đây sao gánh nổi đây. Suýt tí thì cắt được pha này rồi. Nhưng áo hồng đông quá. Phập luôn nè. Một cái draw lịch. Hai cái draw lịch. Chưa kịp quan sát sau lưng. Một chạm cho chắc. Tiếp tục vẫn là một chạm. Giật gót hay quá. Chà chà. Thủ môn áo đen là một cầu thủ nên đọc tình huống tốt quá. Wow, bóng sân 11 chơi trên sân 5 nên ai sút cũng cháy lưới hết. Và ngay sau đây sẽ là pha tự làm tự ăn của Thierry Style. The Rollet. Quá hai cầu thủ dập kê với thủ môn. Oh my god. Trời ơi, vô luôn. Pha này nói chung cũng hên. Và anh em nhớ like cho cái sự hên này nha. Quá xa là mệt nên phải thay người thôi. Mấy cái chai nước mà mình đang uống này là mua nguyên một thùng mang theo á, chứ sân không có bán. Siêu phủi hàng đầu. Mệt. Cho mình. À. Sao mà mệt quá. À? FC dây chặn. Chung hội dây chặn với anh à. Hồi đó sao em bị vậy? Em xúc hụt chứ banh. À xúc hụt chứ banh. Có trụ xuống không hay là xúc hụt thôi? Ví dụ mình đặt cái banh mà đúng không? Đặt banh. Xong rồi rớt xuống. À rồi trụ. Trụ chân này xuống như vậy. Rồi, hiểu rồi. Kiểu trời mưa ấy. Chơi bóng là bị trượt đi. Cũng trượt. À xúc hụt cho banh nữa. Xúc hụt cho banh. Sau đó em xử lý sao? Thì khiêng em ra thôi. Đi bộ xử lý à? Đi bộ khiêng à? Ra luôn đi bộ. Không, em nhớ là em chạy ra em lấy cùng băng xong em băng lại. À đá tiếp.
em đứng dậy em đá, thì thằng đá biên vào em nhắc, em đặt cái lòng vào ngay đụng y cục dọc ấy. Xong là em nhắc đau thiên ra, không nói được nữa. Không nói được nữa. Lúc đó là em chưa biết là bị dây chằng đâu, tại vì không có khái niệm là bị đứt dây chằng chéo. Không biết. Em bị bên Nhật. Em bị bên Nhật. Tầm 3 tháng là nó hết đau. Thì anh biết là dây chằng mà nó hết đau vẫn chạy bình thường. Xong vào đó tiếp. Cái em lại che người á. Lại lấy chân đau mình che xong thì hai thằng nó tông vào. Cảm giác như chân mình bị rớt luôn. Ngay chỉ có bực lại cái khóc luôn, đi ra luôn. Đau. Tháng 7 2019. Trời ơi. Em nói anh mới bất ngờ, 5 năm rồi tưởng mới bị. 5 năm rồi vẫn bây giờ vẫn còn băng mà. Tại vì em bị sùng chêm nữa. À bị gọi sùng chêm nữa. Rồi sùng chêm với lại lúc đó em đá là 7 tháng rồi quay lại em đá rồi. Của em là cắt. À em gọt bỏ. Gọt luôn. Gọt bỏ sùng chêm là dễ dẫn đến thoái hóa sau này đó. Ừ, sau này chỉ có là nếu mà đá nhiều thì chắc phải thay. Mất sụn đi rồi. Hai cái đầu khớp đập với nhau. Khớp gấu giả. Thôi, ra xào quá. Xong rồi có một thời gian cứ gấu nó bị sưng lại thì em cứ nghĩ em bị đứt lại. Cái là lúc nó là chuyển về Thủ Môn hết, về Bắc Thủ Môn. Xong rồi ở đâu tầm tháng sau cũng hết mẹ đó, cuối cùng lên đá tiếp. Trước mổ với chưa mổ em có thay đổi nhiều về trình độ bóng đá không? Em bị tăng cân, em lên cân 10 cân nên là không chạy như trước. Có lại cũng còn đá thì 5 năm với người ta thì em không sợ đâu, nhưng mà em chỉ sợ ví dụ mình chạy nhanh hay gì á, mình say mình dễ bị thôi. Va chạm thì em không sợ. 2019 là em đá cũng đỉnh cao bên Nhật đúng không? Coi như giới phủi mà bên này là hồi nói em là biết hết gì. Cái thời trước thôi, chứ còn bây giờ thời trước rồi. Bây giờ thì anh em kiểu như chuyên nghiệp sang nhiều ấy. Nên là mình không là gì hết. Dạ từ lúc Đức thật ra là coi như là giải nghệ luôn. Không còn không chơi đỉnh cao nữa. Em vẫn đá bình thường, nói chung mới có mấy cái giải thì vẫn có mấy đội gọi em đi đá. Có tiếng bên này vẫn được gọi đi đá bình thường, đâu sợ gì đâu. Vẫn đá thôi, chứ nói chung là mình cảm giác mình không đá được như trước thôi. Thì trước là em đá cánh, nhưng mà bây giờ mình đá cánh không nổi nên mình lên đá tiền đạo. Cánh chạy nhấp xoay dữ quá, giờ tiền đạo đứng yên chỗ. Hồi xưa là kiểu như là chạy người ta đuổi không kịp mà. Ok. Ngoài tập phục hồi hay là tập gym hay gì đó để cho cơ bắp nó khỏe thì em có chú ý dinh dưỡng không? Lúc trước em cũng có uống cái thuốc gì của Nhật ấy. Bên Nhật có thuốc à? Thì cái thuốc gì bổ đồ gấu ấy, nhưng mà em uống xong rồi. Ổn không? Uống được thời gian quen cha đó. Quen? Quen ấy. Quên tên hả? Không, ý là mình quen uống ấy, xong rồi cũng không uống luôn. Giờ do thói quen là quên uống. Quen uống. Còn đây là huấn luyện viên của đội. Nãy giờ đứng quan sát đội mấy anh em đã thấy hay không? Diễn thôi. Hôm bữa chứ này bạn của Hoàng Nhấp. Hôm bữa em đã giải Thái Lan, bạn em mới đứng không giờ mà cuối cùng mới nhận được giải huấn luyện viên xuất sắc nhất. Ghê hả? Ghê hả? Hay quá chịu ơi. Hay quá chịu ơi. Được, em chỉ đứng vậy thôi, người ta sợ rồi. Đứng mình sợ. Hoàng Nhấp nha. Nãy có ba cái hộp ngon lành nha. Ok, dân Busan có khác. Vô đá tiếp. Phút này thì cũng sắp hết giờ rồi nha anh em. Sơi, một động tác kéo gầm qua luôn hai cầu. Lắc giữa, dứt điểm đi. Không được rồi. Gieo ra. Thêm một pha giật gót kỹ thuật nữa. Ô la la, Bana Bachuka. Nhưng bóng đã nằm gọn trong chân của thủ môn. Anh gò con ra giữa, mình che ngoài biên. Ok là. Hơi. Bạn trọng tài áo xám bây giờ đang đá bên đội mình. Rồi xong, qua đây chi mất 30k. Úi chà, vật chế banh gãy luôn. Trời ơi, bắt bài hụt. Nhá sút bằng chân phải. Dứt điểm bằng chân trái. Phá chế banh lên, trúng ngay đầu gối của cầu số 5. Bên team áo hồng liên tiếp có những cú sút trái phá. Nhưng bạn thủ môn áo đen này rất xuất sắc. Hướng chuyền về bị kẹt, chuyền qua hướng biên đối diện. Đơn giản, gọn gàng. Và ngay sau đây là pha bóng kết thúc trận thi đấu này. Ây da, sút chế banh thẳng ngay đầu luôn. May quá, không bị sao cả. Bắt tay cá thủ đội bạn sau khi kết thúc trận đấu. Lúc này thì cũng rất nhiều người đã về rồi. Chỉ kịp đập tay với những người còn sót ở lại.
Dạ. Kéo quá nè. Dạ. Rồi cảm ơn em. Đó là những anh em áo hồng, còn những anh em áo đen đã về sớm. Thủ tục cuối giờ. Dậu rác. Qua chờ chai nước luôn, cầm không được nên đành phải ôm chứ sao. Đây. Nước này, cái đây còn nước nhá. Rồi, mai gặp tại Tokyo. Bye bye. Giờ ở Shizuoka chạy về Tokyo. Bao nhiêu tiếng về tới ta? Dạ, 2 tiếng. 2 tiếng hả? Về tới nơi chắc là khuya á. Tầm 12 giờ. Ok, mai gặp nha. Bye bye. Bye bye. Lên Tokyo mình sẽ có một trận banh với các lão tướng người Nhật do Hoàng Nhất dẫn đi. Anh em cùng chờ xem nha. Chế dữ trời. Kết thúc tập 2, hành trình đi biểu diễn và giao lưu bóng đá vòng quanh Nhật Bản. Nơi đến tiếp theo đó là Tokyo và mình sẽ còn thêm 2 trận bóng nữa tại đất nước mặt trời mọc. Như thường lệ, anh em thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi các video clip trải nghiệm bóng đá thú vị của T-Style nha. Mình là Phạm Trọng Thi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.